vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình giải đáp du học Úc cùng công ty Tân Đại Dương, là công ty tư vấn du học hàng đầu Việt Nam. Và hôm nay đây thì chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một bạn học sinh tên là Thanh Tùng. Bạn có gửi thư về cho Tân Đại Dương. Nội dung thư của bạn như sau. Xin chào Tân Đại Dương, thì em đang có dự định du học Úc và chọn trường tại bang Victoria. Được biết thì chính phủ Úc có rất nhiều chính sách ưu tiên dành cho sinh viên quốc tế. Không biết là tại bang Victoria thì hiện có những chính sách ưu đãi nào hấp dẫn không ạ? Thì vâng, hàng năm thì bang Victoria thu hút trên 70% học sinh quốc tế đến Úc và thu về trên 5,5 tỷ đô la Úc từ việc cung cấp giáo dục cho sinh viên quốc tế. Hiện tại thì bang này vẫn thu hút được lượng lớn sinh viên đến Úc bởi những chính sách ưu đãi riêng của bang như sau. Đầu tiên là ưu đãi về việc lựa chọn trường học. Bang Victoria thì hiện tại có 8 trường đại học, xếp hạng cao trong 41 trường đại học trên toàn nước Úc. Các trường đại học tại bang thì đều đào tạo đa ngành, tạo cho sinh viên có nhiều lựa chọn về ngành học và học phí rất là phù hợp. Các trường đại học tại bang này thì ngoài việc cung cấp giáo dục gắn liền với lại thực tiễn thì còn không ngừng cải tiến, nâng cao và chăm sóc đến đời sống sinh viên. Các trường đại học cũng có dịch vụ đưa đón sân bay và sắp xếp nhà ở dành cho sinh viên quốc tế mới sang nhập học. Và vấn đề thứ hai là chính sách về việc làm thêm. Sinh viên quốc tế được tạo điều kiện làm thêm 40 giờ trên 2 tuần ngoài giờ học. Vào thời gian nghỉ thì sinh viên được phép làm toàn thời gian. Sinh viên theo khóa học thạc sĩ nghiên cứu, tiến sĩ thì được phép làm thêm không giới hạn về số giờ. Thành phố thủ đô của bang Victoria là Melbourne thì có rất nhiều nhà hàng. Melbourne thì có tất cả các loại hình nhà hàng, quán rượu, phòng trà, tạo điều kiện cho sinh viên có thể tìm được việc làm thêm rất là dễ dàng. Ngoài ra thì Melbourne còn là hải cảng lớn của Úc, nên là công việc làm thêm tại cảng cũng sẽ giúp cho sinh viên có được thu nhập ổn định. Bang Victoria thì cũng là bang tập trung đông cộng đồng người Việt nhất. Vì vậy mà sinh viên người Việt có thể được sự giúp đỡ khi còn bỡ ngỡ với môi trường mới. Và vấn đề tiếp theo nữa đó là ưu đãi với người phụ thuộc của du học sinh. Đối với sinh viên học tiếng Anh, học nghề, cao đẳng đại học có người phụ thuộc đi cùng thì người phụ thuộc cũng được phép làm thêm bằng số giờ của sinh viên là 40 giờ trên 2 tuần và làm toàn thời gian vào kỳ nghỉ. Người phụ thuộc của sinh viên học bậc thạc sĩ trở lên cũng được phép làm thêm toàn thời gian. Đối với học sinh chưa đủ 18 tuổi thì người giám hộ cho du học sinh ở Úc được phép học tiếng Anh không giới hạn thời gian học. Ngoài ra thì đối với học sinh quốc tế có con đang ở độ tuổi đi học thì có thể nhận được mức học phí rất là ưu đãi. Vấn đề tiếp theo sau nữa đó là chính sách ở lại làm việc sau tốt nghiệp và xin định cư ở lại Úc. Đối với sinh viên theo học các khóa học trên 2 năm tại Úc thì có thể xin visa ở lại làm việc sau tốt nghiệp, thời gian là 2 năm. Ngoài ra thì chính phủ Úc cũng mở rộng cửa chào đón các công dân mới. Du học sinh sau khi tích đủ điểm số theo thang điểm định cư của chính phủ Úc như quy định thì có thể nộp đơn xin thường trú nhân để được định cư ở lại. Và về giấy tờ cần thiết khi xin visa du học Úc thì gồm có: đầu tiên đó là mẫu đơn xin visa, ảnh 4x6, hộ chiếu bản gốc, thư trình bày kế hoạch học tập, thư mời học tạm thời của một trường bên Úc, thư chấp nhận nhập học chính thức, học bạ và bằng cấp cao nhất, giấy khai sinh, sổ hộ khẩu gia đình, sở hữu lý lịch, vân vân. Và để tìm hiểu thông tin trên cũng như là được hướng dẫn thủ tục du học Úc cụ thể hơn thì bạn có thể liên hệ trực tiếp đến công ty tư vấn du học du lịch Tân Đại Dương qua số điện thoại là 083 848 4879 hoặc đến trực tiếp công ty thì địa chỉ 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất để chuyên viên tư vấn hỗ trợ. Chào tất cả các bạn đến với chương trình chia sẻ ngoài du học của công ty Tân Đại Dương, và đến với chương trình hôm nay thì chúng ta cùng lắng nghe cuộc trò chuyện với một bạn du học sinh vừa nhận được visa du học Úc, đó là Lai Chí Thịnh. Và ngay bây giờ đây thì chúng ta cùng trò chuyện với Thịnh để tìm hiểu được quá trình làm hồ sơ du học Úc của Thịnh thì như thế nào, và qua Úc thì mình sẽ học ở ngôi trường nào bên đó nhé. Chị chào Thịnh. Chào chị. Em giới thiệu đôi nét của bản thân em. Mình tên là Lai Chí Thịnh, mình 17 tuổi, hiện mình đang học trường Trung học phổ thông Phạm Thế Bường, thành phố Trà Vinh. Sở thích của mình là chơi thể thao, nghe nhạc, xem phim và đặc biệt là hát. Mình vừa nhận được visa du học Úc, cảm giác của mình rất là vui và phấn khởi. Lý do tại sao mình lại chọn Úc để du học Thịnh ha? Vì một phần là em có người thân tại Úc, một phần là với lại cái chương trình giáo dục của Úc thì em thấy rất thích hợp với mình, nó tiến bộ, chú trọng vào cái thực hành hơn là lý thuyết, Ở Việt Nam thì mình đã học qua rất nhiều lý thuyết rồi, nên em muốn tiếp xúc với cái chương trình học mà có nhiều cái sự thực hành hơn, để mình cọ sát với cái những gì mình đã học. Đầu tiên em sang Úc, em sẽ tham gia vào khóa học Anh văn 46 tuần tại Phonics Academy. Sau đó em sẽ chuyển tiếp lên học phổ thông tại Canning College. Vậy thì khi làm hồ sơ thời Tân Đại Dương thì em có cảm nhận như thế nào về dịch vụ của Tân Đại Dương? Dịch vụ thì rất là tốt, đặc biệt là các tư vấn viên thì rất là nhiệt tình, luôn sẵn sàng giải đáp những thắc mắc của mình. Trong quá trình làm hồ sơ thì chị Huệ hướng dẫn rất là nhiệt tình và cụ thể các bước làm hồ sơ, và hồ sơ thì làm rất là chắc chắn. Quá trình chọn trường thì chị Huệ đã có đưa cho thông tin trường cho mình, và mình sẽ quyết định chọn các trường theo sở thích của mình và phù hợp nhất với mình. Quá trình chuẩn bị hồ sơ thì tư vấn viên của Tân Đại Dương làm rất là tỉ mỉ và rất là ổn định. Qua đây mình biết về dịch vụ của Tân Đại Dương rồi. Em thì ở Trà Vinh thì được biết qua công ty Tân Đại Dương là nhờ vào Internet. Em đã nhận được visa, thì nếu mà có một người bạn bè nào có ý định muốn du học như em thì nên tìm đến công ty Tân Đại Dương để làm hồ sơ. Vì các tư vấn viên giàu kinh nghiệm sẽ chuẩn bị hồ sơ cho các bạn tốt hơn. Rồi, chị cảm ơn những chia sẻ của Thịnh trong buổi trò chuyện ngày hôm nay, và cũng như là những cái tình cảm của em đã dành cho Tân Đại Dương. Và một lần nữa thì chị sẽ cảm ơn em rất nhiều. Và vừa rồi thì các bạn cũng đã vừa lắng nghe Thịnh chia sẻ về quá trình làm hồ sơ du học Úc của mình như thế nào. Và để tham khảo thêm các chia sẻ của các du học sinh đã nhận được visa du học thì các bạn tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com, hoặc có thể liên hệ trực tiếp với công ty Tân Đại Dương ở địa chỉ quận Nhất, quận 5 hay là Nha Trang. Xin chào và hẹn gặp lại.